Việt Nam đã tham gia Công ước Bơn về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật từ năm 2004. Trên thực tế thì tình trạng vi phạm bản quyền sách lậu vẫn diễn ra khá phổ biến và công khai. Các doanh nghiệp làm ăn chân chính thì bị thiệt hại về kinh tế, mất uy tín. Còn người đọc thì mua phải những cuốn sách không được bảo đảm. Nhân ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại vấn đề bản quyền sách tại Việt Nam. Công ty Văn hóa Sáng tạo Chí Việt vẫn được biết đến với cái tên First New, là đơn vị tiên phong trong việc kiện bản quyền sách ở Việt Nam. Sau hai vụ kiện thành công về bản quyền sách với hai trường ngoại ngữ lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, đầu tháng 3 vừa qua, First New lại lần thứ 3 liên tiếp thắng kiện và được bồi thường 700 triệu đồng từ trường quốc tế Mỹ vì hành vi kinh doanh tiêu thụ sách, in sách của Chí Việt mà không được phép. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc Chí Việt cho rằng, việc đi kiện không phải để thu lợi nhuận từ việc thắng kiện, mà là để cảnh tỉnh tình trạng buông lỏng vấn đề vi phạm bản quyền và mong giảm thiểu các vụ in lậu và vi phạm bản quyền trong tương lai cho ngành xuất bản Việt Nam. Vừa qua, cái số lượng các trường ngoại ngữ mà vi phạm photo hay là in lại các bộ giáo trình của tôi mua độc quyền của nhà xuất bản Combat Media của Mỹ và Hàn Quốc, thì đó là một sách nhìn rất hay. Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần, nhưng các trường đó vẫn tiếp tục. Thì chúng tôi không có cách nào khác cả, nên tôi quyết định khởi kiện. Chúng tôi dùng cái quyền cuối cùng của người dân, đó là quyền công dân. Công ty Thái Hà Book là một trong những đơn vị chịu nhiều thiệt hại về kinh tế và uy tín nhất khi bị vi phạm bản quyền. Cuốn 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của Thái Hà Book được đánh giá cao. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách đã bị làm giả hàng loạt với khổ nhỏ hơn. Bên trong dùng giấy kém chất lượng, chưa kể nhiều trang in chữ nhòe nhoẹt. Thế nhưng cuốn sách kém chất lượng này không những vẫn được đóng mác bản quyền, còn có giá đắt hơn sách thật tới 13.000 đồng. Đây chỉ là một trong rất nhiều cuốn sách có bản quyền của Thái Hà Book bị in lậu. Thái Hà Books thì sẽ phải mua bản quyền này, rồi tổ chức dịch này, rồi tổ chức biên tập, tổ chức in ấn, tổ chức thiết kế vân vân. Thì những cái đơn vị làm sách lậu thì họ hoàn toàn họ không phải mất chi phí gì ngoài tiền in. Và họ có cái chi phí rất là rẻ và họ bán sách cũng rất là rẻ. Thì đấy là cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc mà kinh doanh của các đơn vị làm sách. Một cái điều nữa, điều thứ ba đó là ảnh hưởng đối với cả việc là quản lý của nhà nước nữa. Việc nhà nước rất là khó kiểm soát, chẳng hạn những cái đơn vị họ làm sách lậu thì đương nhiên họ không đóng thuế. Thì nhà nước bị thất thu một cái khoản không nhỏ. Những trường hợp bị in lậu như của Thái Hà Book thì khá nhiều, trong khi những vụ khởi kiện và thắng kiện như của Chí Việt thì lại ít. Bởi theo đuổi các vụ kiện về bản quyền, mất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, không quá khó để tìm mua một cuốn sách in lậu với giá giảm từ 20 đến 30%, thậm chí là 50%. Có những cuốn sách vừa ra mắt thì chỉ một tuần sau đã xuất hiện ở những phố bán sách với mức giảm giá đáng kể. Vẫn biết là sách lậu, nhưng các chủ cửa hàng vẫn bán vì lợi nhuận. Còn người mua thì chỉ cần mua được món hàng rẻ. Em thấy chữ thì nhòe, xong rồi giấy in thì mỏng, rồi là giấy thì nó hay rách, bị rách. Em đã chọn quyển sách kém chất lượng vì tại giá tiền nó rẻ. Là đọc những quyển sách để hại mắt, thì bố mẹ em có bảo là khuyên là không nên đọc những quyển đấy, nhưng mà kiểu trẻ con thì thường là tiền thì không phải là nhiều nên cứ thấy rẻ thì mua. Thực ra thì ai cũng muốn đọc những cuốn sách mới, cuốn sách có bản quyền ở trong nhà sách. Nhưng mà với chúng tôi là sinh viên thì cái đời sống kinh tế, cái điều kiện có hạn. Nên bởi vậy chúng tôi rất là hay tìm đến những cửa hàng sách ở ngoài hè phố. Vì sách ở đấy thì có thể là giấy hơi xấu một chút nhưng mà giá thành nó hợp với túi tiền của sinh viên. Chúng tôi có thể mua được nhiều quyển để đọc thường xuyên. Đã gần 10 năm Việt Nam tham gia Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Tuy nhiên, thực trạng về sách vi phạm tác quyền, sách in lậu vẫn đang tồn tại. Các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn trong việc xử lý vấn nạn này. Là thường là các cái đối tượng in, sao in là tại một điểm, sau đó thì nó vận chuyển đến một địa điểm khác để nó đóng vào, sau đó thì lại vận chuyển đến một nơi khác để tiêu thụ. Thường những cái cơ sở in này thường lại đặt ở ngoại thành Hà Nội. Đấy. Thì
cho qua cái các cái công tác này, đấu tranh này là nó lại liên quan đến cái việc mà nó không nằm ở trong địa bàn Hà Nội, cũng rất là khó khăn trong cái công tác kiểm tra kiểm soát đối với cả mặt hàng sách in sao lậu. Theo nhiều nhà làm sách, chế tài xử phạt với việc in lậu, làm giả sách vẫn còn quá nhẹ. Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới, việc in sách lậu đồng nghĩa với làm hàng giả, có thể bị truy tố hình sự và xử phạt nặng, thì ở Việt Nam, chế tài này mới ở mức răn đe. Cái việc mà xử lý đối với cả những hiện tượng in lậu chẳng hạn, thì thông thường là nếu mà phát hiện in lậu thì những cơ quan mà giám sát thị trường chỉ phạt cái mức tối đa là mấy chục triệu thôi. Thì cái mức phạt đó theo chúng tôi thấy là nó chưa đủ sức răn đe. Mà có thể những cái biện pháp mà mạnh tay hơn, chẳng hạn như là tịch thu máy in hoặc là đóng cửa cái cơ sở sản xuất đó. Như thế thì họ sẽ thấy là cái bài học về mặt kinh doanh của họ là rất là nặng nề. Trở lại câu chuyện của công ty văn hóa sáng tạo Chí Việt, sau khi thắng kiện, những nơi vi phạm bản quyền của Chí Việt đã quay lại hợp tác, bắt tay với nhà làm sách, tố giác nguồn cung cấp sách lậu, sách sao chép. Đây là một trong những tín hiệu đáng mừng trong công tác phòng chống in lậu sách vi phạm bản quyền. Sách luôn có sức hấp dẫn đối với độc giả. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của các nhà xuất bản để đưa đến tay người đọc những cuốn sách mới, sách hay, sách ưng ý, thì người đọc hãy chọn cho mình những ấn phẩm chân chính để góp phần bảo vệ tri thức của nhân loại.